Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Trước tiên em Mai sẽ chạy một vòng khu gọi là cư xá Phúc Hải, phường Tân Phong, cũng là nơi em Mai đang ở, để cô chú anh chị mình có một cái nhìn tổng quan về khu dân cư ở đây. Đây là một khu dân cư lâu đời, thành lập năm 1985 dành cho cán bộ hưu trí về hưu. Các diện tích đất thì được phân tương đồng với nhau, khoảng 250 m², diện tích cái kiểu là biệt thự, sổ riêng và toàn bộ khu là quy hoạch thổ cư 100%. Tất cả các khu vực ở đây, trong những cái khu nhà ở đây thì nó tương đồng với nhau về diện tích. Nhưng mà một chút nữa em Mai sẽ chia sẻ cái diện tích, cái khu đất thì nó có khác biệt là nó nằm ở lô góc hai mặt tiền. Thì cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy tình hình tổng quan của các khu nhà ở trong đây thì đa số là nhà biệt thự lớn, dân trí cao, môi trường sống tốt, điện nước rất là tốt, cũng như là chỉ cần nhìn những cái ngôi nhà san sát nhau, sạch đẹp, đường xá sạch đẹp, cán bộ buổi chiều đi làm về thì đi bộ thể dục thể thao nè, xe hơi thì đậu nhiều nè, nhà thì khang trang thoáng mát, thì mình có thể đánh giá một phần nào khu này là một khu trí thức, dân trí cao, cũng như môi trường sống thì rất là tuyệt vời luôn, phù hợp để sống và ở, chứ cũng chưa phù hợp lắm cho việc kinh doanh. Ở đây là ở là đẹp nhất. Em Mai đi một vòng để nhà mình có thể nhận định được đây là một cái khu nó đẹp như thế nào. Và em Mai ở cách cái ngôi nhà mà chuẩn bị rao bán này là chỉ có 100 m thôi. Đó, toàn bộ là biệt thự rất là đẹp. Buổi chiều thì khu phố rất là yên bình, rất là dễ chịu đúng không cả nhà? Nhà đẹp không à? Dạ. Hiện tại em Mai đang đứng tại cư xá Phúc Hải thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là một cái phường thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, là phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai. Đứng tại cái vị trí này thì đi ra quảng trường tỉnh Đồng Nai là chỉ khoảng 600 m, đi ra trục đường chính Nguyễn Ái Quốc là khoảng 150 m. Và hôm nay cái căn nhà em Mai chia sẻ nó có gì đặc biệt? Dạ, là một cái lô đất biệt thự trong cư xá Phúc Hải thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lô đất này là lô góc hai mặt tiền, và đây là mặt tiền đường thứ nhất. Mặt tiền đường thứ nhất nó bắt đầu từ cái điểm này, cái mốc này, tới cái nhà bên kia. Đây, tới đây nè em chị, cái này. Đây là cái ranh đất. Chiều dài của cái cạnh này ở mặt tiền đường thứ nhất này là 20,8 m. Và đây là con đường bên chính. Con đường này là đường nhựa. Đường nhựa này khoảng 6 m. Con đường này có gì đặc biệt thì con đường này là... Dạ? Dạ, chị cứ đi đi chị. Dạ, thì cái con đường này nếu chúng ta đi thẳng ra đây khoảng 150 m thì sẽ ra Ủy ban phường Tân Phong, Công an phường Tân Phong, trường cấp 1, cấp 2. Mặt tiền thứ hai của lô này, đây. Mặt tiền lô thứ hai thì bắt đầu từ cái góc này, kéo dài qua hết bên đây, hết cái nhà này là tới cái cổng màu vàng, cái cột có tường riêng biệt ha. Thì mặt tiền thứ hai nó có chiều dài là 11,6 m. Vậy thì đây là lô góc hai mặt tiền. Mặt tiền thứ nhất là dài 20,6 m, mặt tiền thứ hai là 11,6 m. Tổng diện tích là 257 m², thổ cư 100%. Đây là mặt tiền thứ hai. Thì mặt tiền thứ hai cũng là đường nhựa, và đây là đường thuộc cư xá Phúc Hải, phường Tân Phong, nên tất cả các con đường đều là đường nhựa và đường bàn cờ vuông vắn với nhau, giao với nhau thông. Cũng nói thêm về cư xá Phúc Hải thì là một cái cư xá được thành lập
khoảng năm 1985, được cấp cho cán bộ, cho lãnh đạo tại địa phương. Thì ngôi nhà này cũng như cái lô đất lô gốc này là của cô chú về hưu. Thì hiện tại là cô chú đã lớn tuổi nên không có nhu cầu sử dụng và mong cần tiền, cho nên sẽ chuyển nhượng vị trí là trung tâm. Trên đất có một nhà cấp 4 và một nhà phía sau. Nhà cấp 4 phía trước thì đã cũ, rất là cũ rồi, từ nhà nguyên thủy từ năm 1985 tới nay mà cán bộ về hưu ở. Thì nếu mà mình sở hữu thì mình sẽ đập đi. Trên đất là một cái nhà cấp 4 và một cái kiosk. Một cái kiosk này là mặt tiền. Kế hoạch của cô chú là để cô sẽ bán, mở cái tạp hóa để bán, và khi cô không bán thì có thể cho thuê với giá 5 triệu. Và đặc biệt cái thứ ba nữa là cái phía sau là có một cái nhà một trệt một lầu. Một trệt một lầu này thì hiện tại là ở trên cái tầng của tầng lầu này á, là cô chú đang cho thuê trụ anten của Viettel, là có dòng tiền. Dòng tiền là được 66 triệu một năm. Vậy thì nếu mà ai mua cái lô gốc hai mặt tiền này thì nó sẽ có thứ nhất là dòng tiền hàng tháng, là nguồn thu từ việc cho thuê từ trụ anten này là 66 triệu một năm. Kiosk 5 triệu nữa là thành 71 triệu. 66 triệu một năm, thì còn kiosk là 5 triệu một tháng, một năm được 60 triệu nữa là khoảng 130 triệu cho cái nguồn thu trên đất. Và theo ý kiến nhận định của em Mai á, thì cái lô đất hai mặt tiền lô gốc này á thì sẽ phù hợp, thứ nhất là đầu tư, thứ hai là dành cho cô chú anh chị nào có nhu cầu xây biệt thự để ở, thì chúng ta sẽ đập bỏ hết nhà cấp 4, kiosk cũng như cái nhà một trệt một lầu này. Về cái trụ anten của Viettel cho thuê thì có dòng tiền hàng tháng, vì cô chú là hưu trí cho nên cần dòng tiền. Nhưng mà nếu như mình xây biệt thự thì mình không có cần dòng tiền này, thì mình thanh lý hợp đồng. Thì cô chú cũng nói luôn là chỉ cần một tháng thôi thì sẽ thanh lý hợp đồng và gỡ bỏ trụ anten một cách dễ dàng, không có khó khăn gì ha. Cư xá Phúc Hải thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lô gốc hai mặt tiền hướng Đông Nam và hướng Tây Nam, phù hợp để xây biệt thự. Một bên là mặt tiền thứ nhất hướng Đông Nam thì nhìn ra trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo này thì có cái quyết định là 3 tháng nữa sẽ xây trường mẫu giáo chuẩn quốc tế, có 3 tầng và có hồ bơi. Thì cái chuẩn của cái trường mẫu giáo này khi mà được xây dựng lên thì cái view nhà này rất là đẹp nha cả nhà, rất có giá trị luôn. Mặt tiền này có thể kinh doanh buôn bán được luôn. Nhà cấp 4 này khá cũ, một phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp. Nhưng mà nếu mà ý định xây biệt thự thì chúng ta sẽ đập bỏ luôn. Lô gốc hai mặt tiền, đường thông từ cái vị trí này đi thẳng xuống 50m là nhà văn hóa phường Tân Phong. Đường thông tất các nơi hết. Còn đường này là đường Lương Văn Nho. Đường Lương Văn Nho thì đi ra 150m là có Ủy ban phường Tân Phong, Công an phường Tân Phong, trường cấp 1 Tân Phong, cấp 2 Tân Phong. Cách đây 30m là có trạm y tế phường Tân Phong. Xung quanh đây là cái vị trí rất là VIP. Và con đường ngược lại thì từ đây chúng ta đi thẳng ra, chúng ta sẽ ra được cái là trục đường chính của thành phố Biên Hòa, đường Nguyễn Ái Quốc. Đường Nguyễn Ái Quốc là thông ra cầu Nói An. Ra đến đường Nguyễn Ái Quốc là chỉ khoảng 150m. Ra cầu Hóa An là khoảng 1,5 km. Ra chợ Biên Hòa khoảng 1,5 km. Cũng như là ra trung tâm Quảng Trường tỉnh nè, cây xăng vườn mít nè, trung tâm hành chính là khoảng 1 km là có đủ trung tâm hành chính của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
xung quanh là đây là khu biệt thự, cho nên là toàn bộ ở đây là biệt thự rất là VIP. Nếu như mình về đây thì mình có thể xây biệt thự rất đẹp luôn ha. Biệt thự này mình sẽ xây, mình dành cho những cái cô chú anh chị nào phù hợp hai hướng là hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Lô gốc mà, cho nên là rất đẹp. Trên đất có một cái cây lộc vừng lâu năm, rất là mát luôn. Em Mai sẽ đi vào trong. Tổng quan bên trong thì nhà cấp 4 cũ, phòng khách, phòng ngủ cũng đơn giản thôi. Nó như thế này nè cả nhà. Và đây là cái cầu thang đi lên phía trên. Đi lên phía trên thì có hai phòng ngủ và một trạm thu phát sóng trên đó. Tiện ích của cái khu vực này nằm ở khu phố 4 thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Đây là một cái phường trung tâm của thành phố Biên Hòa, rất đẹp, đầy đủ tiện ích. Đứng ngay cái vị trí nhà này, nếu đi về phía bên tay phải, từ đây ra cửa, nếu mình đi tay phải xuống khoảng 50m là thuộc là có cái nhà văn hóa phường Tân Phong. Dạ. Đó, thì anh còn cũng chia sẻ thêm đây là khu cư xá của cán bộ tỉnh Đồng Nai mình, cho nên là an ninh rất là tốt. Dạ, an ninh nè, trật tự điện nước tuyệt đối an toàn, nghĩa là khu dân trí cao nè, hàng xóm thân thiện nè, rồi dân cư ổn định nè, đặc biệt là điện nước là rất là ok, xung quanh toàn là cán bộ cao cấp của phường, của tỉnh ở thôi. Vị trí rất là đẹp. Ở đây thì cái dân cư rất là ổn định, nên là không còn cái gì bàn nhiều hết. Thì em Mai chỉ chia sẻ thêm là cái tiện ích nữa thôi. Tiện ích từ đây, từ cửa nè, đi về hướng tay phải này. Ở đây là đường bàn cờ, thông tứ hướng và tất cả đều là đường nhựa. Qua chiếc xe hơi xíu là nhà văn hóa phường Tân Phong. Xuống dưới đây là toàn bộ đường nhựa, bàn cờ, thông tứ hướng. Xe hơi, xe tải né nhau được. Xung quanh là toàn biệt thự. Biệt thự đẹp ở hết. Lô đất này là có tổng diện tích là 257m2. 257m2, thổ cư 100%, sổ riêng. Có nhà hoàn công trên sổ. Chính chủ chưa qua đầu tư. Từ đây đi ra cầu Hóa An thì khoảng 1,5 km, mà đi ra đường Nguyễn Ái Quốc, trục đường chính của thành phố Biên Hòa là khoảng 150m, đi ra chợ Tân Phong là khoảng 150m, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, trong bán kính 150m là có đủ. Công an phường, ủy ban phường. Dạ. Dạ, cái giá thì cái giá chuyển nhượng của cô chú mong muốn chuyển nhượng là 13 tỷ. Cô chú mong muốn chuyển nhượng với giá 13 tỷ, có thương lượng với chính chủ. Thì em Mai rất là mong được kết nối cô chú anh chị nào có nhu cầu mà mua đất xây biệt thự thì chúng ta sẽ tham khảo cái lô này. Rất đẹp về an ninh trật tự cũng như vị trí, sổ thổ cư 100%, giá 13 tỷ. Em Mai cũng có nhận thêm là từ hôm nay là em Mai sẽ nhận hỗ trợ là quay video, viết bài quảng cáo, chụp hình tất cả các sản phẩm bất động sản của cô chú anh chị nào cần bán, em Mai sẽ hỗ trợ quảng cáo miễn phí 100%, miễn phí cái quảng cáo quay video này ha. Nếu như cô chú anh chị mình thương em Mai, ủng hộ cho em Mai một like nè, và share cái video này cho bạn bè gia đình mình tham khảo. Chốt lại cái giá bán cho cái lô đất
hai mặt tiền nằm tại khu phố 1 phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giá bán 13 tỷ, có thương lượng chính chủ. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt.